đây là cây bột giấm hay còn gọi là cây atiso đỏ nè mấy bạn. Bữa hổm tôi có mua được vài gói hạt của nó nè. Mấy cái hạt này về mấy bạn muốn gieo là phải ngâm qua nước ấm khoảng 3 đến 4 tiếng gì đó. Bởi vì ngâm qua cái nước ấm sẽ giúp cho cái hạt mau nảy mầm hơn. Nước mà nóng quá là nó chết luôn cái hạt nó nghe mấy bà. Ngâm xong là mấy bạn bọc nó vào trong cái bọc, mà bên trong nó có cái miếng khăn giấy ẩm như vậy nè. Qua một đêm là nó nảy mầm mà nhanh dữ lắm. Mấy cái hạt cải nó nhỏ là nó nảy mầm nhanh hơn. Còn cái hạt lớn nó cứng như vậy là nó nảy mầm lâu. Ngâm xong qua một đêm thì sáng tôi chuẩn bị gieo rồi nè. Mấy cái chậu cúc mâm xôi trưng Tết còn đất tốt dữ lắm. Giờ thì bỏ cái cây cúc mâm xôi đi, chuẩn bị xới đất ra và gieo hạt hôm qua ngâm á. Tôi cũng không có rành lắm về mấy cái vụ này đâu, chỉ là hồi xưa là có đi bán hạt giống cho nên là biết cái cách gieo trồng vậy thôi à. Thì cứ gieo trồng rồi tưới nước, rồi chừng nào mà nó lớn lên thì bón phân xịt thuốc vậy thôi à. Cây atiso đỏ này mọc nhanh dữ lắm mà tuổi đời của nó lại cao, không có dễ chết đâu nghe. Nó là cây chịu nhiệt rất tốt đó nghe. Nhờ vậy mới cho ra được nhiều cái thức uống atiso đỏ ngon tuyệt vời mà mấy bạn hay dùng đó, như là siro atiso đỏ nè, mứt atiso đỏ nè mà mình hay giới thiệu á.